Nông lâm kết hợp là một mô hình sử dụng đất như một hệ thống sản xuất bền vững. Nông lâm kết hợp là hình thức xen canh kết hợp các yếu tố mục đích nông nghiệp và lâm nghiệp trong cùng một khu vực. Các yếu tố cây trồng trong mô hình có thể trồng là các loại cây lâu năm, thân gỗ khác nhau như cây gỗ và cây bụi. Sự tương tác giữa cây trồng và cây trồng hoặc vật nuôi là rất quan trọng ở các quy mô khác nhau trong các mô hình ở trang trại và ở cấp độ cảnh quan. Cây trồng có thể được sắp xếp thành hàng như đường viền hoặc phân tán ngẫu nhiên. Chúng ta phân biệt hơn các hệ thống mô hình nông nghiệp kết hợp cây trồng với cây trồng và hệ thống nông nghiệp kết hợp cây trồng với vật nuôi. Nếu cả ba yếu tố cây trồng và vật nuôi được kết hợp với nhau, chúng ta gọi đó là một hệ thống nông nghiệp đa lợi ích, nhưng nhược điểm của nông lâm kết hợp cũng đa dạng như hệ thống mang lại. Bạn có thể tưởng tượng rằng các hệ thống nông lâm kết hợp phức tạp, rất khó để thiết lập. Chúng đòi hỏi nhiều kỹ năng, kiến thức và nguồn nhân công trong suốt cả năm tùy thuộc vào loại cây và các yếu tố nông nghiệp. Sự cạnh tranh sắp xếp không gian và thời gian của mô hình với các chất dinh dưỡng, ánh sáng và nước có thể trở nên quá mức và gây giảm năng suất của các thành phần riêng lẻ. Cây trồng cũng không phát triển tốt cùng nhau và ảnh hưởng xấu đến nhau, dẫn đến việc hoàn vốn đầu tư đôi khi có thể kéo dài. Nhưng lợi ích của các hệ thống nông lâm kết hợp cũng có thể vượt xa các hệ thống đơn giản hóa hoặc đơn canh cây trồng và bố trí cây trồng không phù hợp. Các hệ thống này cung cấp đa dạng sinh học và hấp thu carbon, tăng cường khả năng phục hồi và sản xuất bền vững. Chúng có thể hỗ trợ năng suất đất tích lũy cao hơn, và nếu được bố trí tốt, các hệ thống dễ khác nhau của các loại cây lâu năm và cây trồng có thể sử dụng chất dinh dưỡng và nước trong đất hiệu quả hơn. Cây có thể cải thiện môi trường sống, giảm xói mòn nước và gió và cải thiện độ phì nhiêu của đất bằng cách giữ lại các chất dinh dưỡng, xây dựng chất hữu cơ trong đất và kích thích sự sống của đất. Cây trồng giảm nhu cầu phân bón. Thuốc trừ sâu cũng có thể được giảm bớt vì trồng xen nói chung làm giảm tỷ lệ sâu bệnh trên các loại cây, giảm nhiệt cho vật nuôi, tăng sức khỏe và năng suất, cung cấp thức ăn cho gia súc trong thời kỳ cần thiết. Bạn có thể thấy việc thiết lập nông lâm kết hợp đòi hỏi phải được lập kế hoạch cẩn thận và thiết kế ở giai đoạn đầu. Nông lâm kết hợp có cấu trúc đòi hỏi nhiều lao động và tiền bạc hơn, nhưng mang lại tỷ lệ lợi ích chi phí tốt hơn trong dài hạn. Nếu được quản lý tốt, các hệ thống nông lâm kết hợp có năng suất trong thời gian dài và cung cấp cho nông dân nhiều dịch vụ và nguồn thu đa dạng trong suốt cả năm. Chúng mang lại một chiến lược sử dụng đất có khả năng phục hồi cao, có thể chống chọi với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và biến đổi khí hậu, và giảm thiểu rủi ro cho nông dân trong trường hợp mất mùa.